Question 260. What is the lowest and worst FICO credit score possible? A. 600. B. 500. C. 400. D. 300. Correct answer is D. 300. Câu hỏi 260. Điểm tín dụng FICO thấp nhất và tệ nhất có thể là bao nhiêu? A. 600. B. 500. C. 400. D. 300. Câu trả lời đúng là D. 300.